lầm trong ăn uống làm gia tăng các bệnh lý về nội tiết ở nữ giới cũng như là ảnh hưởng tới nhan sắc. Người xưa thường có câu là bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Các chị em, chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm đẹp và chăm sóc, bảo vệ, phòng ngừa và điều trị các bệnh lý, bệnh tật nói chung và các bệnh lý về nội tiết, chuyển hóa nói riêng. Hôm nay bác sĩ sẽ đưa ra những sai lầm trong ăn uống làm gia tăng các bệnh lý về nội tiết và chuyển hóa mà rất là nhiều chị em đang mắc phải. Một là lười uống nước. Thứ hai là ăn uống quá là nhiều tinh bột. Thứ ba là ăn nhiều đồ chiên rán. Thứ tư, ăn quá nhiều là thịt đỏ. Thứ năm là lạm dụng đồ ăn nhanh. Thứ sáu là ăn quá mặn, ăn quá ngọt. Thứ bảy là thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm ướp lạnh. Thứ tám là lạm dụng cà phê, rượu, bia và các chất kích thích có hại. Thứ 9 là chế độ ăn quá kiêng khem. Thứ 10 là không bổ sung viên uống cân bằng nội tiết tố từ bên trong khi còn có thể. Nếu đang gặp phải những sai lầm trên, các chị em hãy điều chỉnh lại ngay. Một chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh và bổ sung các viên uống cân bằng nội tiết đúng cách sẽ giúp chúng ta luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, xinh đẹp, rạng rỡ mỗi ngày, kéo lại tuổi thanh xuân của chị em rất là tốt.